Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới chưa được khám phá. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng mình tiếp tục khám phá một địa điểm được gọi là thiên đường hạ giới. Đó chính là thành phố Tô Châu, Trung Quốc. Thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô là một trong 20 điểm đến được yêu thích nhất Trung Quốc theo xếp hạng của TripAdvisor, kênh thông tin du lịch hàng đầu thế giới. Với vô vàn các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh có niên đại hàng ngàn năm được bảo tồn nguyên vẹn cùng bề dày văn hóa phi vật thể phong phú, ngày càng có nhiều du khách lựa chọn Tô Châu là điểm dừng chân để trải nghiệm cảm giác hoài cổ, đặc biệt khó có tại các thành phố khác. Để có một chuyến du lịch Tô Châu trọn vẹn, hãy cùng chúng mình tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan đến thành phố xinh đẹp này trước khi các bạn bắt đầu chuyến hành trình khám phá thành phố được mệnh danh là Venice của phương Đông nhé. Các bạn hãy cùng chúng mình khám phá vẻ đẹp của Tô Châu và vì sao lại cuốn hút khách thập phương đến như vậy. Hy vọng video sẽ mang lại những thông tin mới cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video. Zola đã từng nói không gì giúp phát triển thông minh như là đi du lịch. Các bạn hãy xem đến hết video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị về Tô Châu ở phần cuối của video này. Tô Châu là gì? Được thành lập vào năm 514 trước công nguyên, Tô Châu có hơn 2.500 năm lịch sử với rất nhiều các di tích lịch sử và cảnh quan nhân tạo được công nhận rộng rãi trên thế giới. Khá nhiều di tích trong đó, số đó được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại. Thành phố Tô Châu nằm ở phía đông nam tỉnh Giang Tô, thuộc phía đông Trung Quốc, là một trong những thành phố lâu đời nhất khu vực sông Dương Tử. Thành phố có tổng diện tích là 6.264 km², là trung tâm kinh tế lớn và đầu mối thương mại của khu vực hạ lưu đồng bằng sông Dương Tử. Về mặt hành chính, Tô Châu là một thành phố trực thuộc tỉnh với tổng dân số khoảng 11 triệu người. GDP năm 2021 là 308 tỷ đô la, gần bằng với GDP của đất nước Hy Lạp. GDP trên đầu người vào khoảng 27.000 đô la Mỹ, đứng hàng thứ 5 trong số 659 thành phố của Trung Quốc. Tô Châu cách Thượng Hải 122 km, cách Hàng Châu 240 km. Vì vị trí gần nhau nên đây được gọi là tam giác vàng du lịch. Các bạn nên kết hợp du lịch ba thành phố Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu cho thuận tiện. Tô Châu là một thành phố với lịch sử lâu đời nổi tiếng với những kênh đào chằng chịt được gọi là Bình Giang Đồ. Nơi đây có khoảng 7 đường theo hướng Nam Bắc và 14 đường theo hướng Đông Tây. Dọc theo hệ thống kênh đào này là hàng ngàn chiếc cầu vòm soi mình trong bóng nước lung linh. Đây là kết quả của việc thiết lập hệ thống kênh đào nối liền giữa vùng đất phương Bắc Bắc Kinh với phương Nam Giang Nam vào khoảng thế kỷ thứ 9. Bất cứ ai du lịch Trung Quốc cũng không thể bỏ qua địa danh Tô Châu với khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp. Không cần nhiều lý do để bắt đầu một chuyến đi mới phải không nào các bạn? Mọi thứ có khi chỉ bắt đầu từ một bộ phim, một bài hát hoặc một bức ảnh hoặc một video YouTube như video này của chúng mình. Vì sao gọi Tô Châu là thành phố vườn? Tô Châu còn có một thương hiệu khác cực kỳ ấn tượng là thành phố vườn. Gọi như thế bởi Tô Châu có khá nhiều khu vườn nổi tiếng thế giới như Triết Chính Viên, Lưu Viên, Võng Dư Viên, Hoàng Tú Sơn Trang, Thương Lan Đình, Sư Tử Lâm, Ngẫu Viên, Thoái Tư Viên. Đây không chỉ là những khu vườn mang giá trị thưởng ngoạn mà còn chứa đựng những giá trị nhất định về văn hóa vườn đặc sắc của Trung Quốc tồn tại từ xa xưa. Các khu vườn không chỉ là một không gian thu nhỏ về thiên nhiên, có núi, sông, cây cỏ mà còn đặc sắc bởi các nét kiến trúc hòa trộn với các yếu tố tinh thần liên quan đến triết học về đạo giáo, Phật giáo. Về kiến trúc và phong cách đều mang theo những nét riêng mà không phải khu vườn nào cũng có. Trong vườn được phân bổ đan xen nhau, hài hòa, vừa mang nét bình dị, mộc mạc nhưng cũng rất đặc sắc và cổ kính, tôn lên những phong cách kiến trúc đặc trưng mà chỉ có Trung Hoa mới mang lại được cho du khách. Thành phố không lớn mà có tới 9 khu vườn được UNESCO công nhận là di sản thế giới cần được bảo tồn. Bạn sẽ thấy nơi này thật quen thuộc bởi đây đó từng xuất hiện trong các cảnh phim, thường là tư gia của các vị quan nhà giàu có nào đó với nét giản dị, tinh tế, vừa tự nhiên vừa độc đáo của nghệ thuật kiến trúc vườn Trung Hoa. Các khu vườn cảnh còn gọi là lâm viên hoặc viên lâm được thiết kế tỉ mỉ trở thành những điểm thu hút khách du lịch. Xưa kia chính do sự nở rộ của những lâm viên này mà Tô Châu từng được gọi là Hoa Viên Chi Thành. Một trong những viên lâm nổi tiếng nhất là Sư Tử Lâm, được lấy bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có phim Tây Du Ký với phân cảnh đầy thơ mộng nữ vương nữ quốc gặp đường tăng trong đêm, hoặc câu chuyện ma mị về nỗi oan của vua nước OK nơi giếng hoang. Với những kỷ niệm và trải nghiệm này, hãy nhớ rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vô tận và thế giới đang chờ đón chúng ta với nhiều điểm đến thú vị khác. Vì sao Tô Châu được gọi là thiên đường hạ giới? Tô Châu là một thành phố lớn và cũng là một nơi phồn vinh thịnh vượng của Trung Quốc. Nơi đây chứa đựng những nét cổ kính và hiện đại, phong cảnh hữu tình, thiên nhiên hòa quyện với con người. Tới đây ta có cảm giác như lạc vào cõi tiên cảnh vậy.
Vẻ đẹp của Tô Châu từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận, đi vào thơ, ca, nhạc, họa. Du lịch Tô Châu quyến rũ du khách với vẻ đẹp cổ kính, hoài niệm với các lâm viên cổ, hệ thống kênh rạch chằng chịt và những cây cầu đá trăm tuổi. Với đặc trưng khí hậu ôn hòa, có bốn mùa, Tô Châu là một thành phố hấp dẫn du khách quanh năm. Đến đây, bạn có thể ngồi thuyền tham quan vòng quanh thị trấn cổ. Ban ngày và ban đêm đều có một nét đẹp quyến rũ lạ thường. Vườn cảnh của Trung Quốc có rất nhiều, nhưng nếu đứng thứ nhất thì phải kể đến Tô Châu. Ngoài những thế kể trên, Tô Châu còn có những món ăn ngon và còn được biết đến là nơi có nhiều mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Các cô gái được sinh ra và nuôi dưỡng ở vùng đất thần tiên, hội tụ tất cả tinh hoa của đất trời, nên mới có được nhan sắc tuyệt mỹ đến thế. Chắc các bạn không xa lạ gì với Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa, sinh ra và lớn lên tại Tô Châu. Người Trung Quốc có câu, thượng hữu thiên đàng, hạ hữu Tô Hàng, tức ở trên có thiên đàng, ở dưới có Tô Hàng, ý nói vẻ đẹp của Tô Châu và Hàng Châu có thể so sánh với thiên đàng, được mệnh danh là Venice của châu Á. Với những con sông chảy xen kẽ những dãy nhà cổ kính, Tô Châu từ lâu đã là một địa điểm đến du lịch đẹp và hấp dẫn của vùng đất Giang Nam. Nơi đây xứng đáng được gọi là thiên đường nơi hạ giới. Người Tô Châu có gì đặc biệt? Ngoài vẻ đẹp cổ kính huyền bí, chắc chắn các bạn sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa về người dân nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà người dân Tô Châu lại nổi tiếng khắp châu lục. Vì sao người Tô Châu lại nổi tiếng vậy? Chắc hẳn các bạn rất đang tò mò, đúng không? Vậy thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay thôi nào. Thứ nhất, trong lịch sử khoa bảng của Trung Quốc có hơn 2.000 trạng nguyên, thì Tô Châu có tới 653 vị đậu trạng nguyên, chiếm gần 1/3 số trạng nguyên của Trung Quốc. Thứ hai, người Tô Châu rất thích chơi mặt trượt, vì họ cho rằng chơi mặt trượt sẽ giúp các bạn kéo gần khoảng cách và giúp mọi người giao lưu với nhau. Cứ buổi chiều là họ tụ tập cùng nhau đánh mấy ván mặt trượt, chơi xong lại hẹn hôm sau tiếp tục so tài. Thứ ba, người Tô Châu rất coi trọng sức khỏe, họ ăn uống khá thanh đạm, số lượng người hút thuốc uống rượu là khá ít. Tuổi thọ trung bình của người dân Tô Châu là 82,7 tuổi, trong đó nam giới là 80,3 tuổi và nữ giới là 85,1 tuổi. Tuổi thọ người dân ở thành phố này khá cao phải không các bạn? Thứ tư, người Tô Châu thích ăn đồ ngọt, ngay cả rau xanh người Tô Châu cũng bỏ thêm đường, và bạn có thể kinh ngạc phát hiện ra rằng tất cả đồ ăn ở đây đều cho đường vào. Cuối cùng, con gái Tô Châu rất đẹp và có duyên. Nét đáng yêu của người con gái Tô Châu rất riêng biệt, sẽ không thể nhầm lẫn với các thành phố khác và đương nhiên cũng rất khó để có thể bắt chước theo. Giọng nói của người con gái Tô Châu mềm mại như nước, ngọt ngào như đường. Nét đáng yêu này không phải là họ làm màu, càng không phải tỏ vẻ nũng nịu, mà đó là một vẻ đẹp thuần phát được nuôi dưỡng và hình thành. Cũng chính vì thế mà tạo nên khí chất tao nhã và phong cách quý phái của người con gái Tô Châu. Những điểm du lịch hấp dẫn nhất Tô Châu. Hàng năm Tô Châu Trung Quốc đón hàng triệu lượt khách tới đây tham quan, khám phá. Có thể nói rằng Tô Châu nói riêng và vùng Giang Nam nói chung luôn là điểm đến trong mơ của rất nhiều các bạn trẻ yêu thích xê dịch. Du khách đến với xứ thần tiên Tô Châu nhất định không nên bỏ lỡ những cảnh đẹp sau. Thứ nhất là Bình Giang Đồ, hệ thống kênh rạch chằng chịt. Tô Châu từ xưa đến nay vẫn luôn tự hào là thành phố của những kênh đào chằng chịt với tên gọi là Bình Giang Đồ, có từ thời nhà Tống. Nơi đây có khoảng 7 đường kênh đào theo hướng Nam Bắc và 14 đường kênh đào theo hướng Đông Tây. Chính vì vô cùng nổi tiếng với hệ thống kênh rạch chằng chịt ngang dọc giao nhau mà Tô Châu được ví như thành Venice của Trung Quốc. Ngồi trên thuyền, thả lỏng mình, an nhiên cho theo những con kênh lãng mạn là một trải nghiệm tuyệt vời không gì sánh bằng. Nước kênh ở đây có màu xanh lục, chảy quanh những con kênh nhỏ được lát đá kiên cố và đủ rộng giúp thuyền có thể đi lại dễ dàng. Thứ hai là những cây cầu đá ở Tô Châu. Nếu đi dọc theo bờ kênh, du khách sẽ thấy rất nhiều cầu đá đến nỗi không đếm được có bao nhiêu cây cầu, và càng không thể nhớ hết được tên của chúng. Mỗi cây cầu đá lại có nhiều hình dáng khác nhau với đủ loại, cái cao cao, cái lớn lớn, cái nhỏ, cái dốc cao, nhưng hầu hết đều là có dạng vòm cong cong đầy thu hút. Thứ ba là lưu viên, với diện tích khoảng 23.000 mét vuông, hoa viên lưu viên được chia thành 4 khu vực thiết kế theo kiến trúc khác nhau, nhưng lại được liên kết thành một dải hành lang dài. Điều này làm cho du khách đến đây có cảm giác như đang lạc vào một khu vườn khổng lồ, với cảnh sắc thiên nhiên vô tận, không có điểm dừng. Thứ tư là Hàng Sơn Tự. Ngôi chùa có diện tích rộng khoảng 10.600 mét vuông, nằm ở phía tây trấn Phong Kiều, cách trung tâm Tô Châu khoảng 5 km. Bức bích họa được biết đến nhiều nhất có tên Hàng Sơn Thập Đắc, được khắc trên đá bởi danh họa La Sinh Sở sống vào đời Thanh, thủ bút của thư gia Pháp Chương Sư Liêu, vô cùng nổi danh, hiện đang được lưu giữ ở đây. Ngoài ra, chùa Hàng Sơn còn nổi tiếng với hệ thống bức tượng Phật Tôn Hành Giả, Thập Bát La Hán và bia đá ghi lại những vần thơ tuyệt tác của các thánh nhân thi nhân. Thứ năm là Bảo tàng Tơ Lụa Tô Châu. Bảo tàng là nơi lưu giữ nhiều tài liệu về quá trình sản xuất tơ lụa của người dân địa phương từ thời cổ đại xa xưa.
Khách du lịch đến đây có thể quan sát thấy các khung dệt truyền thống, một số mẫu lụa thời xưa cùng quy trình dòng dâu nuôi tầm đúng chuẩn để sản xuất ra những sợi tơ tốt nhất thế giới. Đây cũng trưng bày hàng loạt các bức tranh, thư pháp và đồ thủ công mỹ nghệ đến từ khắp nơi trên đất nước. Hầu hết những hiện vật này có niên đại từ thời nhà Tống, nhà Minh và nhà Thanh. Mặt khác, kiến trúc độc đáo của bảo tàng cũng gây ấn tượng mạnh cho những khách du lịch đến tham quan. Tinh hoa ẩm thực Tô Châu. Ẩm thực đa dạng mà tinh tế là một trong những yếu tố thu hút khách du lịch đến Tô Châu. Sau đây chúng mình sẽ giới thiệu 3 món ngon đặc trưng nhất của Tô Châu. Thứ nhất là cá chiên truyền thống. Là món ăn truyền thống của người Tô Châu, cá chiên truyền thống rất được người dân nơi đây coi trọng. Món cá vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, khi có phần thịt được cắt tỉa, trình bày giống như một bông hoa nở rộ. Điểm cộng của món ăn này là phần nước sốt chua ngọt vô cùng đậm đà, tạo nên một mùi thơm quyến rũ khó cưỡng. Thứ hai là món chân giò hầm Quan San, là món ăn Tô Châu nổi tiếng được du khách yêu thích nhất. Chân giò hầm cùng với loại gia vị thảo quả tạo nên một mùi thơm hài hòa. Thịt ninh trong nhiều giờ mềm nhũn, phần da mỡ thịt tách khỏi xương, tưởng là béo ngậy nhưng ăn lại rất vừa miệng, không quá ngấy. Món ăn này mà ăn với cơm thì ngon tuyệt hảo. Thứ ba là món bánh nếp xanh, được làm từ bột nếp. Khi chế biến phải trộn cùng với nước ép rau và ngải cứu để bánh có màu xanh. Bên trong nhân có vị ngọt làm từ đậu đỏ, mùi bánh thơm, hình dáng bánh tròn màu xanh, vị bánh ngọt vừa không quá gắt. Mặc dù là một thành phố du lịch nổi tiếng với hàng triệu lượt khách quốc tế ghé thăm mỗi năm, nhưng hiện nay chưa có chuyến bay nào từ Việt Nam bay thẳng đến Tô Châu. Vì vậy, bạn cần đặt vé máy bay tới Thượng Hải, rồi từ đó bắt xe lửa hoặc xe khách tới Tô Châu. Sau khi đã đến thành phố Tô Châu thì tại đây bạn có thể chọn nhiều hình thức du lịch chuyển như taxi, tàu điện ngầm, xe bus, tùy vào điều kiện kinh tế của mình. Tô Châu Trung Quốc có rất nhiều địa điểm du lịch như đền chùa, khu phố cổ, cảnh quan thiên nhiên kết hợp giữa hồ nước và núi cao. Người Trung Quốc từ xưa đã có câu sinh ở Tô Châu, sống ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu và chết ở Liễu Châu. Đây xứng đáng là địa điểm du lịch nhất định phải đến trong đời. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ thông tin về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.